Rồi giờ em kiểm tra cái bộ đục lỗ HK8 cho anh Mộng nha. Anh Mộng ở Bình Dương. Rồi giờ mình kiểm tra khuôn này trước, có hai cái ti nhỏ một ti lớn nè, khuôn 60 rồi, 49 nè, 43 nè, 34 nè, 27 nè, 22 rồi xong. Rồi đóng lại. Luồn luôn lại cho anh ta. Khoan. Rồi đi.